đâu đó ngoài kia có một thế hệ đang kiến tạo những điều không thể. Bất chấp mọi giới hạn, định kiến về giới tính, họ từng bước chinh phục những đỉnh cao. Chinh phục nỗi sợ để tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất của cuộc đời mình. Vượt qua trở ngại giao tiếp của bản thân để cất lên tiếng nói cho cộng đồng. Sẵn sàng chấp nhận những thất bại lớn để mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn. Vượt lên trên những nỗi bất an, lo lắng để sống cuộc đời và đam mê của họ. Nhưng họ không phải là những người duy nhất dám bứt phá mọi giới hạn. Còn rất nhiều tiếng nói ngoài kia cũng cần được lắng nghe. Nhiều câu chuyện làm điều không thể. Vậy, câu chuyện của bạn là gì? Let's go.